Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Chia sẻ tâm sự của luật sư Trần Hồng Phong. Bài viết của anh Lê Thế Thắng cùng với anh Nguyễn Đức và luật sư Trần Hồng Phong. Gần 10 năm trước, tôi tìm tới họ là hai người phụ nữ. Án thì đã xử xong, còn gì nữa đâu mà luật sư có thể làm gì được. Tôi tiếp họ, chị Loan, lúc đó trẻ lắm, trông như cô học trò, ngồi khép nép bên cạnh chị gái mình là chị Rưỡi. Chị Rưỡi trình bày, còn chị Loan chỉ ngồi im, nhỏ thó, nhìn tôi như cầu cứu. Tôi nhận hồ sơ trước để nghiên cứu, dựa vào hồ sơ, tôi thấy mình phải giúp họ. Với ngần ấy dấu hiệu sai sót của điều tra tố tụng, rất khó để nói không oan sai. Tôi dẫn chị Loan đi Hà Nội nộp đơn và chỉ cho chị biết những nơi có thể nhận đơn từ của mình. Tôi về Long An, bắt đầu tìm hiểu mọi thứ. Con bé Thủy, em gái Hải, hồi đó bé xíu, chưa biết gì. Ngoài ra chào và dạ thưa. Nay, nhìn chị Loan rành hết luật pháp, từ một người nông dân mà rành luật như chuyên gia, để kêu oan cho con trai mình rộng rã thế. Còn con bé Thủy nay đã nối tiếp gì, thành người phát ngôn cũng như triển khai các hoạt động cùng luật sư. Luật sư Phong, trong cuộc phỏng vấn về câu chuyện gần 10 năm, hỗ trợ pháp lý cho gia đình Hồ Duy Hải. Dì Rưỡi, người xuất hiện ở đầu câu chuyện, là người đỡ đần em gái đi kêu oan suốt thời gian gần 13 năm ấy. Nay, bà đổ bệnh, tăng cân, mắt mờ không rõ đường, chân đau không đi lại được. Công việc bà từng làm, nay để lại cho thế hệ sau. Đây là lời chia sẻ của luật sư Trần Hồng Phong, cách đây 13 năm. Nhà báo Nguyễn Đăng Khoa làm báo sạch, giải đáp thắc mắc khám nghiệm hiện trường lúc mấy giờ. Bút lục số 44 tờ 1 nằm trong bộ hồ sơ cáo trạng vụ án bưu cục Cầu Voi buộc tội Hồ Duy Hải giết hai nữ nhân viên bưu cục Cầu Voi, tức hồ sơ cũ mà luật sư Trần Hồng Phong đã giữ kêu oan bấy lâu nay. Xác nhận đúng. Khám nghiệm hiện trường bắt đầu 8 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1, 2008 tại bưu điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An. Điều tra viên Lê Thành Trung phụ trách. Vậy biên bản lời khai của chị Nguyễn Thị Bích Ngân bán lấy lúc 8 giờ ngày 14 tháng 1, 2008 cũng do điều tra viên Lê Thành Trung đứng tên cùng điều tra viên Nguyễn Thành Quân. Nếu đặt bên cạnh biên bản khám nghiệm hiện trường, sẽ rất kỳ kỳ. Một vụ án mạng, hai nạn nhân, kết thúc một hung thủ tử hình mà bộ hồ sơ đọc vô muốn tẩu hỏa nhập ma vì cái độ hư hư thật thật. Lạy mấy anh luôn á. Đó là lời chia sẻ của nhà báo Nguyễn Đăng Khoa. Và đây là bài viết của tác giả Đoàn Kiên Giang. Hồ Duy Hải có oan không? Đó là câu hỏi dây dứt bao cá nhân, tập thể. Suốt 12 năm qua khi xem, nghiên cứu vụ án bưu cục Cầu Voi hay khi trăn trở với thân phận một tử tù. Hồ Duy Hải kêu oan. Gia đình Hồ Duy Hải tin rằng Hồ Duy Hải oan. Các luật sư cũng tin vào các chứng cứ ngoại phạm của bị án trong đêm định mệnh ngày 13 tháng 1, 2008 và trong hồ sơ kỳ án để bảo vệ cho bị án. Nhưng tòa án tối cao tới giờ vẫn nhất mực cho rằng Hồ Duy Hải có tội, thậm chí sẵn sàng chấp nhận bỏ qua các sai phạm nghiêm trọng về tố tụng ở cả trong điều tra, truy tố, xét xử, ở cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm để y án tử hình đối với bị án. Chúng ta, những người làm báo,
người học luật, người say mê nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật hình sự, và cả những độc giả, khán thính giả trắc ẩn, không đủ thẩm quyền, thông tin và điều kiện để minh định Hồ Duy Hải có oan hay không, nhưng hoàn toàn có thể mổ xẻ hồ sơ vụ án, để qua đó yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, phải đưa ra được chứng cứ buộc tội cụ thể, rõ ràng, khách quan, có giá trị nếu kết tội chết một con người. Đáng chú ý, kể từ thời điểm tháng 12, 2014, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo Tòa án Nhân dân tối cao hoãn thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải, chưa từng có tiền lệ này. Tới nay, các cơ quan điều tra, xét xử chưa đưa ra thêm được bất cứ chứng cứ buộc tội nào khách quan, trực tiếp để củng cố quyết định buộc tội đối với Hồ Duy Hải. Thay vào đó, nhiều dấu hiệu gây oan sai càng lúc càng lộ diện, dao, thớt, ghế bị đốt, tráo đổi, các lời khai giúp chứng minh Hồ Duy Hải ngoại phạm bị đưa ra khỏi hồ sơ. Đặc biệt, các sai phạm trong điều tra, truy tố, xét xử được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội lần lượt chỉ rõ, cho thấy việc hủy án sơ phúc thẩm là cần thiết, đảm bảo không làm oan người vô tội, hạn chế bỏ lọt người phạm tội, đúng với tinh thần cải cách tư pháp mà đảng và nhà nước đang dốc tâm, dốc sức. Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, phân tích, mổ xẻ hồ sơ vụ án, tham vấn chuyên gia, đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành để chỉ rõ các dấu hiệu oan sai trong vụ án bưu cục Cầu Voi và vì sao cần hủy án điều tra lại. Vì sao cần xem xét khởi tố tội làm sai lệch hồ sơ vụ án mà cử tri đã đặt vấn đề với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Qua đó, cùng nhau góp sức cho cuộc cải cách tư pháp, nâng cao dân trí, phổ biến pháp luật và không kém phần quan trọng, là cùng nhau thức tỉnh lương tri con người, khơi gợi tình yêu thương, đồng cảm, chia sẻ trong mỗi chúng ta với đồng loại, với những thân phận bé mọn, yếu thế. Một bài viết của tác giả Đoàn Kim Giang quá hay đúng không quý vị và các bạn? Hôm nay thì Thám Tử Cao đã vạch ra và chia sẻ rất là kỹ càng. Tất cả quý vị và các bạn hãy nhìn vào bức ảnh này thì chúng ta sẽ hiểu rõ nhiều hơn. Thám Tử Cao đã đi tìm hiểu và phân tích cho chúng ta thấy rõ ràng theo cách vẽ của Thám Tử Cao. Cái vụ án bưu điện Cầu Voi, cái thứ duy nhất mà buộc tội Hồ Duy Hải là lời khai phù hợp. Nhưng bây giờ thì Thám Tử Cao đã vạch ra rất rõ ràng, cuối cùng thì cái lời khai phù hợp đó cũng là giả. Thì có cái gì là thật mà lại kết án Hồ Duy Hải? Một bài của nhà báo Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ, đọc qua cũng thấy thú vị, xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Con cờ nhỏ trên bàn cờ lớn, ai quân cờ, ai chơi cờ. Vụ án bưu cục Cầu Voi đã trở thành một kinh điển của kinh điển về bức tranh xã hội Việt Nam đương đại, chứ không còn là câu chuyện pháp lý, pháp đình, một vụ án đơn thuần. Án mạng hai cô gái vô tội và hình nhân thế mạng Hồ Duy Hải đã kéo theo cả gần chục nhân mạng khác liên quan đến giả từ dương thế. Theo cách này hay cách khác, đã tạo nên bức màn huyễn hoặc phủ bóng liêu trai cho vụ án. Hồ Duy Hải là con cờ thí, rồi Nguyễn Thanh Hải, công an xã, rồi luật sư Võ Thành Quyết chỉ định, rồi Lê Thành Trung, điều tra viên, Phạm Quang Tiến, thủ trưởng điều tra,
rồi Đinh Văn Sang, viện trưởng Viện Kiểm sát Long An, rồi cứ dây dưa lên cặp Song Bình, tạo nên một bàn cờ thế. Rồi nó cứ kéo xã hội lún vô bàn cờ, và giờ đến bản thân tôi và nhiều anh em nhà báo khác cũng được kéo vô để trở thành một quân cờ trong đó. Quân cờ cũng là nạn nhân. Người ta chửi điều tra viên Lê Thành Trung rất ác liệt, vì trong hầu hết các bút lục văn bản đều nhúng tay anh ta, và người đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Minh ở cơ quan điều tra Long An. Đọc bút lục do họ ký tên, ban đầu cảm giác của tôi vô cùng giận dữ, tức tối, nhưng càng đọc nhiều, tôi cảm thấy họ đáng thương hơn. Họ cũng chỉ là con cờ được dí trong tay kẻ khác mà thôi. Họ dí tới đâu thì cờ đi tới đó, không cưỡng được, cưỡng ra là chết. Đời sống tinh thần của những con cờ người đó, tôi đồ rằng không hề an yên gì trong lớp vỏ bọc hào nhoáng quyền chức, nhà cao cửa rộng. Ai rồi cũng phải hiểu, hạnh phúc, sự bình an của mỗi con người chính là trải nghiệm từ bên trong tâm mà đi ra bên ngoài, chứ không phải từ bên ngoài đưa vô. Nhiều người cho rằng họ đóng vai con cờ, vậy kẻ nào chơi cờ? Tôi cho rằng kẻ chơi cờ dù quyền lực cỡ nào cũng vẫn là con cờ trong tay kẻ khác quyền lực hơn. Khi con tạo xoay vần thế cuộc, anh có quyền lực, anh là người chơi, anh mất quyền lực, anh là con cờ. Nhìn Trần Bắc Hà thì rõ nhất cho kinh điển cờ chơi cờ. Bước vô bàn cờ với tâm thế nào? Vụ án Hồ Duy Hải vắt qua 4 đời chủ tịch nước, qua 3 kỳ đại hội đảng, nên không còn là vụ án pháp lý mà trở thành trò chơi chính trị. Là con bài để mặc cả, để deal và đơn với nhau. Tôi không bàn về chuyện đó nữa, vì ngay cả cá nhân tôi hiện nay và lúc này cũng là con cờ để cho bọn họ sử dụng, lẽ nào tôi không biết hay sao? Nhưng tôi và nhiều người khác mà tôi tin tưởng như Lê Thế Thắng, như luật sư Trần Hồng Phong đã bước vô bàn cờ này để trở thành quân cờ với tâm thế khác biệt những kẻ kia. Chúng tôi nhập thế cờ với tình cảm đơn giản là thấy khó chịu, thấy không công bằng và thấy nên làm gì đó. Riêng tôi, vì làm báo đã lâu, nên tôi thấy dù sao đi nữa, vụ án này các đàn anh, đàn chị và đồng nghiệp đi trước đã làm, đã giữ ngọn lửa suốt chặng đường 12 năm qua, vì lý do gì đó mà không tiếp tục được nữa, thì mình có trách nhiệm ít nhiều phải duy trì. Có rất nhiều nỗi sợ hãi vây quanh, không khí đặc quánh, sự đe dọa, nhưng lòng tôi thật an bình hơn tất thảy thời gian làm báo. Đã đi qua và những sóng gió đã từng nếm trải, tôi không lý giải được điều đó cụ thể nó là tại sao, làm thế nào, dù ý thức rõ mình đang làm con cờ. Có lẽ vì tôi đã bước vô bàn cờ với tâm thế khác, hầu như không có kế hoạch hay ước vọng gì đặc biệt, chỉ như sự tình cờ khi nhìn thấy nỗi phẫn uất của bà Loan, mẹ Hồ Duy Hải, sau phiên 17/17 khi lên hình cùng luật sư Phong. Tôi chỉ kịp nhắn qua comment là cô yên tâm, cháu sẽ ở bên cạnh và làm điều cháu cần làm, sẽ làm. Tôi không biết lúc đó tôi sẽ làm gì, nhưng tôi biết tôi làm đúng. Đó là một bài chia sẻ của những đăng khoa, thật đầy cảm xúc, một tấm chân tình của tác giả. Và mình xin được tạm dừng video ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hôm nay chỉ chia sẻ những tâm sự đến với gia đình Hồ Duy Hải. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ được mau chóng đưa ra ánh sáng. 13 năm rồi,
một thời gian quá dài đối với Hồ Duy Hải.